Giao tiếp thân thiện để tiếp cận mục tiêu. Khi giao tiếp với khách hàng, ngôn ngữ phải thân thiện. Chỉ có cách khiến khách hàng cảm thấy bạn đứng về phía họ thì bạn mới có thể hiểu nhu cầu của đối phương, hiểu tâm lý đối phương và kịp thời dự đoán phản ứng của họ. Lúc này bạn có thể khéo léo tiếp cận mục tiêu, từng bước đạt mục tiêu cuối cùng là có thể giao tiếp với khách hàng. Một khách hàng đi tới khu đồ chơi, cầm chiếc máy bay điều khiển từ xa lên và ngắm nghía. "Xin chào, con chị mấy tuổi rồi?" Nhân viên bán hàng lễ phép thăm dò thông tin. "12 tuổi." Câu trả lời của khách hàng khiến người nhân viên bán hàng rất vui. Sau khi có được thông tin, cô đã xác định được cách thực hiện mục tiêu nên lập tức tiếp lời. "12 tuổi, đây chính là độ tuổi để chơi loại máy bay này." Cô vừa nói vừa bật công tắc món đồ chơi, cầm điều khiển lên và cho khách hàng thấy cách nó hoạt động. Cô cũng đồng thời giới thiệu về chức năng món đồ chơi. "Chơi loại máy bay này, con chị có thể rèn luyện ý thức lãnh đạo từ nhỏ." Khoảng vài phút sau, khi hoàn thành nhiệm vụ giới thiệu sản phẩm, quả nhiên khách hàng đã nêu ra thông tin mới. "Bao nhiêu tiền?" "280.000." "Đắt quá, cửa hàng có thể giảm giá cho chị còn 250.000. Sau đó, người nhân viên bán hàng nhanh nhẹn lấy hai quả pin mới lắp vào và nói, "Tặng chị thêm hai cục pin nữa." Vừa nói, cô vừa để hộp máy bay cùng hai quả pin vào túi và đưa cho khách hàng. Cuộc giao tiếp này được thực hiện trong thời gian rất ngắn nhưng mang lại kết quả tốt đẹp. Nhân viên bán hàng đã biết cách khai thác đề tài và tác dụng của sản phẩm và việc đảm bảo chất lượng để thu hút khách hàng. Hành động nhanh nhẹn cùng ngôn ngữ thân thiện đã khiến khách hàng cảm thấy cô đang nghĩ cho họ. Như vậy, cô đã thực hiện được mục tiêu của mình.